Cắm lên luôn không? Hả? Hả? Đó. Cắt cái ly ra, cắt cái ly ra. Lấy con dao cắt cái ly. Cắt cái đi. Điểm đâu? Mỏi đâu thương rồi. Đứng nó lâu có ăn thấy không? Nãy giờ ăn toàn mấy ngang mà. Cái đồng ăn mấy ngang anh Hùng à. Này, quay cho anh Hùng xem. Đủ má nó nuốt rồi. Nó ăn rồi mà mình tưởng nó trượt xong lại ăn xong lại ấy tiếp hay sao. À, đủ nặng. Đây này, quay con này thế này anh Hùng này. Đây. Kéo từ nãy giờ chưa lên hết dây. Đóng nhìn là biết rồi. Không cần quấn đâu, để quấn tí gỡ được. Đâu đổi qua không đấy, đổi qua không cần vế. Nhấc lên trước, không rồi hắn gỡ, không rồi nó ra mất. Đó. Rồi, đường Hải thì cắt dây.
thấy cá ăn của em đấy, quăng đây nó đối này này, cái thằng thế. Cần này, cần ai ăn không ạ? Đây rồi, to phết không ạ, không nhỏ đâu. Đó, lên đây là dãy này. Phong thủy, phong thủy. Câu nó phải kiểu của nó chứ đâu phải. Anh dạy chúng 36 kế, 72 kế thì anh chỉ dạy 69 thôi chứ. Sao dạy hết được? Nãy giờ được có 10 con à. Ừ, nó giật bập 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 này. Hai cần lên nhá, thấy không? Đây, cá. Quay đây, cá đâu? Không có à? Cửa con, cái bên này thả thoát ra hết này, mà cá nóc á. Rồi rồi. Hôm nay Hải bị tắt điện rồi. Quang Hải, hôm nay Quang Hải bị kèm kỹ quá. Con Hải bị tiền đạo tiến thì kèm kinh quá, không thể hiện được. À. Anh Cự ơi, cá ăn. Sao ông hùng bảo gì á? Hình như là đàn cá nục á hả? Chạy lên này. Chạy lên cá nục mà. Hay là cá hố? Biết ngay mà, thấy không? Chuẩn luôn. Cá nục á, nó ăn nó chạy lên đấy. Con này ấy phát là nó rách mồm mà.